Ngày 13 tháng 8, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 40 tuổi, ngụ phường Hương Sơn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu, giữa bà Hằng và chồng là ông T, 54 tuổi, xảy ra mâu thuẫn trong việc ông T không hài lòng với các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội của bà Hằng, nên cả hai hay cự cãi. Khoảng 18 giờ 30 ngày 29 tháng 7, do bị mất 500.000 đồng tiền cá nhân nên bà Hằng đã hỏi ông Tê có lấy tiền của mình không thì cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi. Ông Tê dùng búa đuổi đánh bà Hằng nhưng bị bà giật lại được. Ông Tê tiếp tục đuổi đánh, bà Hằng chạy vào nhà bếp lấy con dao Thái Lan khoảng 30 cm quay lại đâm chồng. Sau vụ việc, ông Tê được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Bước đầu tại cơ quan công an, bà hằng khai nhận nguyên nhân mâu thuẫn trong chuyện gia đình bà hằng cho rằng bị ông tê đánh nên dùng dao đâm ông với mục đích cảnh cáo chứ không cố ý đâm chết chồng